gì đây? Wow, là bút nước ma thuật nè. Trong này có một cái thìa nữa, để mình lấy cái thìa này ra, đổ hết màu ra. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình lên cái thìa này. Mình sẽ vẽ màu đỏ, màu xanh lá cây và màu đen. Bạn nào đoán được mình vẽ hình gì không nè? Đúng rồi, mình vẽ dưa hấu nè. Giờ mình thổi cho hình vẽ thật khô nha. Hình vẽ đã khô rồi thì mình lấy một tô nước, rồi thả nhẹ cái thìa xuống mặt nước thì cái hình nó tuột ra khỏi cái thìa luôn. Wow, bạn nào thích ăn gì order liền để mình vẽ nè. Bạn nào ăn nho giơ tay nào. Ăn chuối thì thả ha ha. Ăn xoài thì thả tim nào. Mình ăn trái cây no rồi thì mình chơi thêm cái trò này nữa nha. Lấy một tờ giấy nhỏ, rồi mình in cái tờ giấy này lên cái hình trên mặt nước. Lúc này cái hình sẽ dính trên tờ giấy luôn. Mình sẽ dán cái tờ giấy này lên tay của mình. Rồi mình lột từ từ cái tờ giấy này ra thì cái hình nó sẽ dính trên tay của mình luôn. Wow.